Ôi, sau một thời gian dài, tôi lại về đây, về lại chốn này, Pokemon thân thương, để bú view, để bú phim, ôi view nhiều vãi nồi, cảm ơn các bạn nhé. Và con đầu tiên chúng ta sẽ tiến hóa là con Willava và chỉ còn một chút nữa thôi, tầm level 6 hay gì? 6 level nữa hay là tầm tôi đều biết, nói chung là 6 level nữa, 2 level gì đấy, 2, 4 hoặc là 6, ok. Là nó sẽ tiến hóa nên là sẽ nhanh thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cầm con cô lớp này tán chích mẹ đấy, con Electrode này. Nếu chúng ta có chiêu đâu nhỉ, Mega Punch này, ok, Sweet. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi thông át bọn này. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vác cây dùi cui khổng lồ của con cua rất thông át cả vùng Savannah. Và nếu mà có con Legend ở đấy spam ra thì con sẽ thông luôn con Legend đấy. Ở trên kia thì có một con bạn Sparrowter đang bay rất là chiêu. Thật may là tay mình không với tới bạn, chứ tay mình với tới là mình bóp bạn đâu rồi. Nếu tôi tìm được một cái Lucky, à không không phải, một cái Expect Out hay một cái Expect Share gì đó thì cái này sẽ nhanh hơn. Nhưng rất tiếc là mẹ tôi chẳng đéo biết tải Game Shark ở đâu. Và thế là tôi đều có cái nào hết. Tôi không thể farm cùng lúc cả 6 con được. Khúc này thật, nhưng không sao hết, cái gì cũng còn phải có sự kiên nhẫn. Nên tìm một con gì đấy level cao cao quýnh cho nó sướng tay nhỉ. Chứ bây giờ quýnh mấy con nhỏ nhỏ hoài hơi lâu. Thế là tôi sẽ đi vào đây, vào trong này. Có ai không? Ô kìa có này, what the fuck bro. Vậy tôi có con này chưa ta? À đây tôi có bạn Venusaur. Ôi, chào bạn, tớ đi đây. Chào bạn lần hai nhé, tớ lại gặp nhau rồi. À, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ở đây chúng ta có một bạn Magnetic level 50. Ngày này thì chắc là sẽ giúp mình farm level nhanh đây. Ok, chúng ta sẽ chỉ... Ok. Chúng ta sẽ sử dụng đôi tay lực lưỡng của anh bạn Golduck này. Thò tay vào hai... À, thò tay vào cổ. Bóp một cái. Ok. Chết đi. Ok. Ok. Ở đi. À, con này nó cứ chạy hoài khó chịu quá. Blaziken. Chào nha, chào Blaziken nha. Buổi sáng tốt lành nha. Ok đi. Tao mới chào mày mà quýnh tao khúc này nghe. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Bởi sai đất ra chơi nó. Xịt nước cho bạn nó. Xịt đầu nào cũng được. Ok, ở đi. Thấy mẹ giác kỳ rồi. Ô xịt hết nước rồi. Ê, thôi thì mình sẽ để đây mình tra tấn con Blaziken này một hồi xong rồi mình đi. Yeah, fuck bitch. Ok. Quốc cho con Willava này tiến hóa luôn đi, xong rồi tôi đi chỗ khác. Chứ nếu mà đứng đây chơi hoài một con thì nó hơi chán đúng không? Nó là làm YouTube ai là làm vậy? Khi tôi có làm nhưng mà không, hôm nay thì không. Làm vậy nó chán lắm. Rồi chỉ còn một phát nữa thôi là con của tôi, con Willava này nó sẽ lên đỉnh. Ok, Shadow Ball. Ok, chưa chết. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. What the fuck? Ember. À đây. Không sao, không sao. Con này có quick attack. Hả? Ok. Và bây giờ thì con Willava đang tiến hóa. Nó là một con chuột thì một con chuột nó sẽ tiến hóa lên thành một con gì? Một con chuột lửa. Nó sẽ tiến hóa lên, nó sẽ bắt đầu đứng dậy, nó đi bằng hai chân và bùm. Nó vẫn là một con chuột nhưng mà nhìn mặt nó ngu hơn. Nhìn cái hình con này nó hơi kỳ ha. Hình là chân nó nhỏ, chân nó mà to to lên xíu nữa nhìn nó hơi giống cái cây hàng của tôi. Mặc dù nó không dài bằng nhưng mà nó vẫn giống. Đây. Con này tôi mới bắt hồi nãy. Ok. Lúc mà tôi không quay thì tôi có bắt con này. Thì nó nhìn nó khá là ngầu. Nó là một con rết. Tôi thì khá là thích rết. Ngoài việc có niềm đam mê để cho tụi nó bò lên người tôi mà chưa lần nào làm được hết. Tại sợ nó cắn cho dính độc nhập viện nữa. Nên là thì hầu như là tôi khá là thích con này. Oh fuck, tôi chưa hồi máu cho nó. Đi. Ngon. Ok. Ê ê ê ê ê ê. Cứu. 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 Chúng ta có một bé cứu ở đây. Từ từ nha, từ 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 từ. Anh tới sờ đây, à không, anh tới đây, cứu ơi, à cứu ơi. À đây, ok đây, em đây rồi. Chào em, anh mới tới, em đứng đây từ chiều phải không? Ok em. Ok, tôi sẽ suy nghĩ xem là tôi nên làm gì với con cứu này vào buổi đêm. Cứu nó là một loại Pokemon buổi đêm đúng không anh em? Thì chúng ta phải sống chung với nó vào ban đêm. Nhưng mà vấn đề chúng ta làm gì trong quá trình sống đó là cả một quá trình còn phải suy nghĩ lâu dài. Nó cần phải có sự hỗ trợ của các nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới. Nên là đút vô họng nó và nó sẽ học được Gigadrain. Và với Gyarados thì chúng ta sẽ không dùng nó, tại vì chúng ta sẽ không bao giờ dùng con này, tại vì đằng nào chúng ta farm level xong chúng ta cũng nhét nó vô lại PC mà. Nó hơi tàn nhẫn à, nhưng mà thôi kệ. Và nếu mà Horacopter không được thì Gyarados. Oh shit.
Nếu mà con này không được nữa thì ok, Centicot với chiêu Ember. Ok, rồi mọi thứ ta đi vào di bản. Ok, lịch sử của nó là bị xóa sổ. Nó bị xóa sổ giống như là lịch sử tìm kiếm của tôi hàng đêm vậy. Slugma thì bây giờ tôi có thể dùng con Golurk này. Tôi tán chết mẹ nó. Chết đi. Ok. Ê, what the f- holy shit. Nice. Oh my god. So sexy. Chúng ta sẽ dùng anh bạn Golurk này và tiếp tục là những đòn vả đau thương à, những đòn vả yêu thương. Tét nhẹ vào bờ mông quyến rũ này. Có bạn chấp binh bên này nè. Ô, chúng ta lại nhìn thấy bạn chấp binh qua khe háng của bạn Golurk. Thật là tuyệt vời, một góc nhìn thật là thật là mới lạ. Chúng ta là con người, chúng ta nên có nhiều góc nhìn mới mỗi ngày để có thể đa dạng hóa gọi là kiến thức và góc nhìn đối với thế giới này. Không phải là tôi nói câu đó xong anh em cứ ra gặp tháng hả, anh em nhìn qua tháng đó nha, đừng có làm vậy. VTV nó hốt xác tôi nữa. Sao cái bản này nó ít gì, ít thứ thú vị quá ta. Tôi đi hơi lâu rồi mà cũng không thấy cái gì gọi là công trình kiến trúc cổ đại gì đó. Một con metan. Anh có muốn đổi con metan lấy một con mẹ tôi có con gì ta? À, anh có muốn đổi con metan lấy con chim cha không? Em có con chim cha nè. Anh không lấy chim cha thì em có chim bố cũng được. Ý, sao con chim cha này nó nhìn kích thước này nó hơi là không khít nha. Nhìn nó không được khít với con này lắm. Có chiêu hình nước không? Chết mẹ, ếch mà không có chiêu hình, cóc mà không có chiêu hình nước rồi ba mẹ. Ok, ngon, không sao hết, Không sao hết. Ở đây còn đồ nó xịn hơn tôi tưởng ha. Em muốn gì mày? Muốn gì? Thứ khúc này, muốn gì? Muốn đánh tao hay gì? Thomas mày giờ. Á đù, lan. Có cái gym nào không ta? Tôi đang muốn vô, tôi muốn vô mấy cái gym, tôi sợ gym mấy chị chủ quán. Nãy giờ cứ đi vòng vòng giết mấy con này hoài nó hơi chán anh em ạ, nhưng mà tôi vẫn phải chơi cái game này để tôi farm level cho mấy con này. Tại sao tôi phải làm như vậy? Sao tôi phải làm như vậy trong khi tôi có thể đóng cửa phòng lại xong rồi bật cái gì đó lên để mà tận hưởng châu liên mình mà tôi phải ra đây tôi chơi. Là tôi làm video cho anh em coi, với nên anh em hãy nhấn một like, một subscribe, vì đằng nào nếu mà anh em coi tới đây luôn, anh em coi tới đoạn này rồi thì chắc là anh em cũng giữ ở đây khá là lâu rồi, nên tôi nghĩ là anh em khá là thích video này, nên là làm ơn please. Hấp diêm nút like đi, nút like và nút subscribe. Ok, hấp nó đi thoải mái, bắn tùm lum vào người nó đi, nhưng mà bắn một cái thôi, đừng có bắn hai cái. Ok, cảm ơn. Và bạn tắc kè cỏ của chúng ta đã tiến hóa lên. Đang tiến hóa, đang cao lên. Ô chết mẹ, sao nó lùng lại rồi. Shit. Dual chop, ok. Hello bro. Yeah, chúng ta có một anh bạn. Mày. Bây giờ sao nhìn cái thế nó kỳ kỳ nha. Nó hơi 17 cộng 1 cộng nha. Thì có nó nhìn rất là 17 cộng 1 cộng. Nó hơi kỳ. Tôi không biết là nếu mà tôi cười con rớt thì trông nó như nào. Rất đéo cười được, đợi mà.